Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Trương Ngọc Ánh khoe chân dài ở phòng gym, lộ đặc điểm dự đoán hơn hẳn mẹ trong tương lai. Hai mẹ con Trương Ngọc Ánh dành thời gian tập luyện tại phòng gym trong những ngày đầu năm mới đây trên trang cá nhân của mình, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ hình ảnh với con gái cưng khiến cõi mạng ngỡ ngàng. Cụ thể, người đẹp đăng tải bức hình đi luyện tập thể dục với ái nữ, chị em nhà cháu tập thể dục khai xuân. Chúc các cô các chú 2022 thành công hơn mong đợi nhé Trương Ngọc Ánh chia sẻ dân tình ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào ái nữ xinh đẹp nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh dù chỉ mới 14 tuổi nhưng bảo tiên gái cưng của người đẹp này đã có ngoại hình lớn phỏng phao đặc biệt ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh sở hữu đôi chân dài cực phẩm nhiều cư dân mạng còn cho rằng chỉ mấy năm nữa thôi con gái Trương Ngọc Ánh sẽ trở thành một mỹ nhân nổi tiếng không kém cạnh mẹ. Từ khi còn nhỏ, Bảo Tiên được bố mẹ cho luyện tập nhiều bộ môn thể thao và có ý thức để phát triển chiều cao. Cô yêu thích vận động nên thường xuyên bơi lội, tập võ và chạy bộ. Những khi đến phòng tập, con gái Trương Ngọc Ánh cũng dành nhiều thời gian cho bài tập chạy để cải thiện nhịp thở và độ linh hoạt của cơ thể. Dù bận rộn, Trương Ngọc Ánh thường xuyên cùng con gái tập luyện giữ dáng ngoại ngày. Bên cạnh việc chăm chỉ rèn luyện thể thao, hai mẹ con nhà nội diễn viên cũng chú ý chế độ ăn uống điều độ và lành mạnh. Từ bé đến khi bước vào tuổi tiên, Bảo Tiên hạn chế các thực phẩm không tốt như bánh kẹo, nước ngọt. Thay vào đó, cô thích uống nước khoáng và rau xanh nên giữ được thân hình mạnh mai, đôi chân không mở thừa. Đang ở độ tuổi phát triển, Bảo Tiên thường đi ngủ lúc 22 giờ và đủ 8 tiếng mỗi ngày, giúp chiều cao được tăng trưởng tối ưu. Với chế độ sinh hoạt khoa học, con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã cao 1m64 với nét đẹp nổi bật được thừa hưởng từ cha lẫn mẹ. Cô bé được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân như mẹ mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.